Cái gì? Mùa thi luôn hả? Ghê vậy trời. Bánh chăn đường là cái gì nữa? Là cái gì? Chị phải... À không. Không không. Không ăn món đó. Ra hết rồi mà chị, bữa đó là ra hết rồi đó. Miếng ra bao lâu nữa mà lúc em coi là ra hết rồi. Bữa đó mày em dùng iPhone. Ồ quên, em dùng Android. Sao được ta? Kêu đẹp đi. Tới bên Thành Tâm có kìa. Tới bên Thành Tâm cũng có đó. Tới bên Thành Tâm cũng có đó. Đặt lý gì đó. Cái gì? Giọng em giọng này trời như em về quê muốn nãy bề má em không nhận ra giọng em đâu nghe đâu không phải là ba má bề má mà hắn la giữa Bình Định và Quảng Ngãi xong nào hắn ra tiếng Sài Gòn. Ủa gì vui vậy? Ủa là cái sau cái đoạn đó sao nó lai ra được Sài Gòn hay vậy chị? Sao mà lai ra Sài Gòn hay ghê. Cái tiếng của ngựa á. Con ngựa á. Cái gọi tiếng chán mà. Ý là hồi đó chuyện em cũng nghe. Đụng mà má ổng. Ngồi nói chi là nói quá trời là nói. Mình dạy với mình nghĩ gì. Thì nó nhặt vậy á. Cái gì luôn. Cái đèn nào hết pin? Kệ nó lây ló vậy được rồi. Cái gì chị nói gì? Mì nó là mì Thúy mà nó cứ
hay rồi. Ủa chứ nãy giờ em chưa nói à? Nãy giờ chưa đùa vui à? Để em tìm lại cái video hồi trước của nó cho mấy chị coi. Chơi gì? Nó nghèo lại hả? Nó nghèo nghèo. Hai câu nghèo luôn. Đéo. Tóc một kiêu nghèo. Nghèo nhân đôi. Không phải là ở dưới kêu nè. Lên nó gặp mặt chị đúng kêu đúng không? 5 giờ sáng. À, lại là 5 giờ sáng. Chị á. Nghèo. Bắt chị phải dậy. Con mèo đúng không? Dạ, con mèo. Hai câu với dịch lộ. Hai câu kêu nghèo. Mèo nó chưa, giả sử một mèo có nhà là họ nuôi. À không. Không phải. Con chó có nhà họ nuôi. Con mèo họ nuôi. Sơ, tức là nó cái gì ta. Hả Nguyên, chị mở ra cho Nguyên nè. Chị chỉ xin cái vỏ thôi nè. Ủa, bên đấy chị mới biết luôn hả? Em chưa thấy nó tới đoạn nào đó mà nó kêu vui lắm, nó cứ ngồi đằng này nó chơi vậy á. Ngồi nói chuyện mấy đứa nhỏ vui. Là cháu biết tôi. Tại vì bà nội đẻ xong là bà như là nó thì nó phải sử dụng ăn chay luôn. Xong một cái cơn rồi thì là chị Nguyệt đã hiểu cảm giác giác lúc trước của em chưa? Ủa bữa em có bắt chia tay nữa đâu? Bữa đi đậu tại hát đi vì ngọc bắt chia tay. Chứ mà vì mà bắt chia tay nữa thì ngọc bắt chia tay. Con mà từ đấu luôn. Nhưng mà không một bản rồi đi. Lấy tâm lý dễ sợ. Có kinh nghiệm. Một con người từng trải. Biểu mới khá rồi, khá 110. Không chịu.
còn đam mê với mô tô. Giờ mô tô về xong có bồ chở đã có cốt bỏ rồi chị, đi xa đồ lấy rồi á, mưa đầu mưa đồ giăng tà le. Tôi thiệt. Ủa chứ gì vậy chị? Là bằng đậu khuôn hả chị? Ghê thì hơi thôi chị, đâu mà hay gì vậy, hơi thôi hơi cho nó nhẹ nhàng bớt đi. À xin thiệt, tự nhiên chị kêu người ta chảnh, chứ lúc nào chị kêu chị Lý là gì, chảnh chó luôn á. Đừng có nhìn hành động chị ạ, không biết được đâu. Ủa dê rồi hả? Không biết luôn.